Sáng qua ngày 29 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Khoa, 33 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 4 năm 2023, Khoa với chức danh được giao là phó phòng kinh doanh của một ngân hàng có phòng giao dịch tại thành phố Đà Nẵng đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để đáo hạn các khoản vay, nên một bị hại trú quận Sơn Trà đã nhiều lần chuyển khoản cho Khoa với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của bị hại, Khoa không sử dụng số tiền này để đáo hạn, mà sử dụng để trả nợ cũ Khoa vay trước đó với số tiền là 1,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại Khoa sử dụng để nạp vào tài khoản trò chơi trên mạng Internet và hiện nay Khoa không có khả năng trả lại số tiền mà Khoa đã mượn từ bị hại. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho các nạn nhân, tập thể là nạn nhân của Lê Thanh Khoa, liên hệ với điều tra viên Nguyễn Bá Đạt số điện thoại 0901 318 601 để cung cấp thông tin.